bí quyết để cha mẹ thực sự sống nội tâm một cách sâu sắc và qua đó đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm vững chắc, đó là hãy bắt đầu mỗi ngày như một khởi đầu mới. Bắt đầu một ngày mới như một khởi đầu mới trước tiên có nghĩa là ý thức một cách sâu sắc về thân phận giới hạn và bất toàn của mình. Chính vì giới hạn và bất toàn mà ai cũng có thể có những lầm lỡ và vấp ngã. Ý thức được thân phận yếu hèn ấy để chấp nhận bản thân và cảm thông với người khác. Người khác ấy trước tiên là con cái mình. Hơn ai hết, cha mẹ là những người đầu tiên nhận ra những lầm lỗi và yếu đuối của con cái mình. Nhờ cảm thông và tha thứ, cha mẹ mới có thể quảng đại để vừa chấp nhận những giới hạn của con cái, đồng thời cũng vừa nhận ra kho tàng vô giá là con cái. Như vậy, bắt đầu một ngày mới, như một khởi đầu mới, cũng có nghĩa là đối xử với con cái như thể hôm nay là ngày cuối cùng của chúng. Ý nghĩa ấy giúp cho cha mẹ biết trân trọng tất cả những gì thuộc về con cái, cho dẫu chúng có bất toàn và thiếu sót đến đâu. Cha mẹ hãy tỏ cho chúng biết rằng, chúng đang chiếm chỗ ưu tiên trong trái tim của cha mẹ chúng. Cha mẹ hãy tỏ cho con cái biết rằng, mình yêu thương chúng. Dưới đây, chúng tôi xin được trích đọc lá thư của một người mẹ viết cho đứa con nhỏ của mình. Lá thư này tỏ bày tâm tình của một người mẹ, sau khi đã có những cử chỉ không đúng đắn với đứa con, đã nói lên lòng hối hận sâu xa của mình. Lá thư cũng cho thấy đứa con là một kho tàng vô giá của cha mẹ, và là thầy dạy cho cha mẹ về rất nhiều đức tính cao đẹp. Con quý giá của mẹ ơi! Mẹ đã lẻn vào phòng con, ngồi bên con khi con ngủ, và ngắm nhìn nhịp thở lên xuống của con từng lúc. Mắt con nhắm lại an bình, mái tóc quăng vàng hoe đóng khung lấy khuôn mặt của con. Chỉ ít phút trước, khi ngồi trong phòng với công việc bàn giấy của mẹ, một nỗi buồn sâu xa tràn ngập tâm hồn mẹ khi mẹ suy nghĩ tới những biến cố trong ngày. Mẹ không thực sự tập trung được nữa, và vì thế mẹ đã đến nói chuyện với con trong sự tĩnh mịch khi con đang nằm nghỉ. Buổi sáng, mẹ đã bất mãn với con vì con mặc áo quần quá chậm chạp. Mẹ đã bảo con từ nay chừa cái tính lờ đờ ấy đi. Mẹ đã la mắng con vì con đã đặt sai chỗ tấm vé ăn trưa. Và mẹ đã thu dọn bữa điểm tâm với một cái nhìn thất vọng khi con làm đổ đồ ăn trên áo sơ mi của con. Lại đánh đổ nữa. Mẹ đã thở dài lắc đầu nói với con như thế, nhưng con chỉ bẽn lẽn mỉm cười với mẹ và nói, tạm biệt mẹ yêu. Buổi chiều, mẹ gọi điện thoại, trong khi con chơi trong phòng ngủ của con. Con ca hát, la lối và diễn kịch một mình, với tất cả những đồ chơi được xếp thành những hàng lối vui mắt ở trên giường. Quá bực bội, cho nên mẹ ra lệnh cho con giữ thinh lặng và ngưng chơi. Rồi mẹ lại tiếp tục bận bịu với chuyện trên điện thoại. Sau đó, mẹ lại ra lệnh cho con chẳng khác nào như trong quân đội. Con có ngưng mấy cái trò mất giờ ấy không? Con ngước nhìn mẹ với vẻ hối hận. Sữa thấy ngồi nghi ngắn bên bàn học của con. Tay vẫn cầm cái bút chì. Con nói nhỏ, chỉ đủ mình mẹ nghe. Thưa mẹ, vâng. Sau đó căn phòng của con trở lại yên tĩnh. Buổi tối, khi mẹ làm việc nơi bàn của mẹ, con ngập ngừng tiến lại hỏi với một chút hy vọng. Mẹ ơi, tối nay mẹ có đọc truyện với con không? Không biết tại sao mẹ lại sẵn giọng trả lời. Tối nay không đọc gì hết, phòng con vẫn còn bừa bộn. Không biết mẹ phải nhắc lại với con bao nhiêu lần nữa. Thế là con cúi đầu, lê bước đi về phòng mình. Một lúc sau, con trở lại, hé nhìn vào khe cửa phòng mẹ.
mẹ lại hỏi bằng một giọng khó chịu. Bây giờ, con còn muốn gì? Vậy mà, con vẫn bước rón rén mở cửa phòng mẹ, bước đến bên cạnh mẹ, rồi vòng tay ôm lấy cổ mẹ, hôn lên má mẹ rồi thì thầm. Mẹ ơi, chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ. Đó là tất cả những gì con đã nói với mẹ trong lúc siết chặt lấy mẹ, rồi con biến đi nhanh như lúc con xuất hiện. Sau đó, mẹ ngồi dán chặt mắt xuống bàn một lúc lâu, cảm thấy một đợt sóng hối hận trào dâng trong mẹ. Mẹ tự hỏi, mẹ đã đánh mất nhịp điệu của ngày ở điểm nào, và nó đáng giá ở cái gì? Thật ra, con đã chẳng làm gì đáng gây ra sự bực tức nơi mẹ. Con chỉ là một đứa trẻ bận bịu với nhiệm vụ lớn lên và học hành. Vậy mà mẹ đã bực tức và trút hết nỗi bực tức lên con. Hôm nay, mẹ đã bị lạc hướng trong thế giới của những người lớn, với những bổn phận, những đòi hỏi, và còn lại quá ít năng lực để trao cho con. Hôm nay, con đã trở thành thầy dạy của mẹ bằng sự thôi thúc không bị kiềm chế của con đi chạy vào hôn chúc mẹ ngủ ngon, dù sau một ngày đau khổ, chỉ biết rón rén xung quanh những cơn bực bội vô lý của mẹ. Và lúc này, khi nhìn con nằm ngủ say, mẹ ao ước được bắt đầu lại một ngày. Ngày mai, mẹ sẽ cư xử với nhiều hiểu biết như con đã chỉ cho mẹ hôm nay, để mẹ có thể là một người mẹ đích thực. Mẹ sẽ trao tặng một nụ cười âu yếm khi con thức giấc. Mẹ sẽ nói một lời khích lệ khi con đi học về. Mẹ sẽ kể một câu chuyện lý thú trước khi con đi ngủ. Mẹ sẽ cười khi con cười, và sẽ khóc khi con khóc. Mẹ sẽ tự nhủ rằng, con là một đứa trẻ, chứ không phải là một người lớn, và mẹ sẽ tận hưởng chức vị làm mẹ của mình. Sự can đảm và chịu đựng của con ngày hôm nay đã làm mẹ xúc động, và vì thế, mẹ đến với con trong giờ phút muộn màng này để cảm ơn con, hỡi đứa con yêu của mẹ, thầy dạy và là bạn của mẹ. Mẹ cảm ơn con về quà tặng tình yêu của con. Với lá thư của một người mẹ viết cho đứa con yêu của mình trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại.